Dạ em chào mọi người. Đây là chiến trường hiện trường bên em nè. Từ sáng giờ hàn cái chân sắt cho bồn inox 500 lít đứng, à 700 lít đứng và máy năng lượng mặt trời. Tức là cái phần bổ sung để mình mang đến nhà khách hàng. Cái chân này nó cao chừng 1,3 m. Thì hàn ở tại kho rồi chở đi được, vận chuyển đi được. Còn cái chân cao quá thì vận chuyển không được mọi người ha. Chân sắt hàn cho bồn đứng này. Thì nó như vậy đó. Mình hàn 3 trụ. Rồi ở dưới có 3 cái đế để mình đè xuống cho nó khỏi bấp bênh ở cái mặt bằng mình đẻ. Rồi bên trên thì mình làm như vậy, mình hàn hình tam giác vậy ha. Vừa cái chân bồn 700 lít này này. Đấy, đây là chân bồn 700 lít đứng. Chân nhỏ nhỏ này thì mình có thể mình hàn tại nhà được. Còn chân bự thì mình không thể hàn tại nhà được ha. Chân cao quá mình không hàn tại nhà được. Tại vị khách này nắp bồn nước cùng với máy nước nóng năng lượng mặt trời hàng đã qua sử dụng rồi nhằm giảm chi phí. Cái chân thì mình hàn bằng sắt mới. Còn bình nước 700 lít thì cũng là bình cũ. Đó, bình cũ đây. Bình 700 lít đứng của Đại Thành cũ đây. Cái bình này là bình zin, còn đẹp lắm. Giá của nó khoảng 1 triệu 6. Mình công lắp đặt của mình khoảng mất 200 nữa. Dạ, còn là dàn máy nước nóng năng lượng mặt trời 130 lít đây này. Bình năng lượng mặt trời 130 lít, nó cùng với 3 ống thủy tinh. Dạ, một bình bảo ôn. Đó, một bình bảo ôn và cái dàn chân. Và cái dàn chân của máy nước nóng năng lượng mặt trời đây. Đang chuẩn bị xếp lên xe lôi để lôi khách hàng này ở Lê Minh Xuân mọi người ạ. Đó, khách hàng này ở Lê Minh Xuân cho nên là bên em gióng chân ở nhà rồi xong rồi chờ đến cho mọi người ha. Rồi em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người. Mình cần sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời hay bồn nước thì mình vui lòng liên hệ bên em theo số điện thoại 0978535953. Mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin hơn nha. Đây là dàn máy năng lượng mặt trời đã qua sử dụng rồi. Còn đẹp, chưa hề chảy lủng, mình xài tiếp được ok. Có thể bảo hành, vẫn bảo hành cho mọi người mình nha. Rồi em chào mọi người, tạm người, biệt mọi người.